Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9 trong giáo trình Read and Learn Kanji tập 2. Bài số 9 sẽ học về các chữ Hán có chủ đề là trái đất và địa hình, chi kyu, chi ke. Chúng ta sẽ cùng xem các chữ Hán từ 129 đến 144 nhé. 129 là chữ chủng này, 130 là chữ loại, chủng trong từ chủng loại, loại trong từ chủng loại đấy. Phân loại, 131 là chữ tồn trong từ sinh tồn, tồn tại. 132 là chữ tại trong từ hiện tại, tồn tại. 133 là chữ dương trong từ thái dương, mặt trời. 134 là chữ cầu, là địa cầu, là trái đất. 135 là chữ băng, có nghĩa là băng đá, băng hà. 136 là chữ hà, là sông ấy. 137 là cự, trong từ cự đại, là lớn, khổng lồ. 138 là chữ quý, trong từ tứ quý, là mùa. 139 là chữ hậu, trong từ khí hậu. 140 là chữ lưu, có nghĩa là trôi chảy, lưu vực, hạ lưu. 141 là chữ đê, có nghĩa là chữ đẻ, có nghĩa là đáy. 142 là chữ thâm, có nghĩa là sâu. 143 là thiển, có nghĩa là nông. Và 144 là chữ ngạn, có nghĩa là bờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái chữ này nhé. Đầu tiên chúng ta có chữ chủng. Chữ chủng ghép bởi phần bên trái là bộ hòa. Đây là bộ hòa, là cây lúa. Phần bên phải là chữ trọng, là nặng. Thì có thể nhớ theo cách đấy là lúa nặng này thuộc chủng loại nào, đúng không? Lúa này mà nặng này thì thuộc chủng loại nào? Âm cơn là thane, thane là hạt giống. Âm ôn là siêu, không có trường âm. Ví dụ trong từ shurui là chủng loại, shokushu là shokushu là chức chủng, nghĩa là loại nghề nghiệp. Jinshu là nhân chủng, nghĩa là chủng tộc. Jashu là tạp chủng, nghĩa là nhiều chủng loại. Hinshu là phẩm chủng, nghĩa là giống thực vật. Một số kanji tương tự các bạn sẽ có, ví dụ đây là chữ đạo, là cây lúa, đúng không nhỉ? Đấy, cây lúa này nó ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ hòa là cây lúa, bộ chảo móng tay và chữ cự, có nghĩa là cây lúa. Đây là chữ kanji N1 nhé, chúng ta sẽ học sau này. Ở trình độ N1 nó đọc là ine. Đấy, ine. Tiếp theo, đây là chữ ổn này. Nó ghép bởi bộ hòa là cây lúa, rồi thì bộ chảo, rồi thì bộ ký, bộ kệ, đúng không nhỉ? Và dưới là bộ tâm. Thì ổn này trong từ odayaka. Odayaka. Odayaka na có nghĩa là bình ổn, ôn hòa. Đấy, hay trong từ gì đây nhỉ? Trong từ phư ôn, chữ bất và chữ ổn đấy. Đấy, các bạn thấy này. Đọc là ôn nhá. Ổn thì đọc là ôn luôn. Đây là, tất nhiên là những cái từ này thì nó tương đối là khó, chúng ta sẽ học ở N2, N1 sau này sau. Đây là odayaka. Đây là chữ cảo ghép bởi bộ hòa là lúa và bộ chữ cao. Thì ra chữ cảo nghĩa là bài đăng, ví dụ trong từ genko, chữ nguyên và chữ cảo có nghĩa là bản thảo, bản nháp. Đấy. Hay là trong từ toko, chữ đầu và chữ cảo, đúng nhỉ, là đăng bài hoặc là bài đăng trên Facebook chẳng hạn. Tiếp theo các bạn có chữ loại. Chữ loại ghép bởi bộ trên là bộ mễ là gạo, dưới là đại, và bên này là bộ hiệt là đầu. Vậy thì có thể nhớ theo cách là phân loại, đúng nhỉ, phân loại những hạt gạo. Đây, gạo đây, to đây, đầu đây, đúng nhỉ, phân loại những cái hạt gạo to đầu ra. Âm khương đọc là thagui. Ví dụ trong từ thagui nghĩa là thứ, loại hoặc là hạng. Âm ôn đọc là rươi, ví dụ trong từ shurui là chủng loại, shorui là thư loại, giấy tờ. Nhiều bạn nhầm hai cái từ shurui và shorui lắm đấy nhá. Jin rươi là nhân loại, là loài người. Bun rươi là phân loại. Nhớ là bun rươi chứ không phải là phun rươi đâu. Gyokai rươi là ngư giới, loại là các loài cá. Và rươi kê là loại hình. Về phần thông tin bổ sung ấy thì chữ loại có hai cách viết. Ngày xưa người ta dùng cái cách viết, đấy là dưới này không phải là bộ khuyển mà là, xin lỗi, không phải là bộ đại mà là bộ khuyển, có thêm một cái phẩy. Đấy, đây này, ví dụ chữ này này, dưới đây nó có thêm một cái nét phẩy là chữ khuyển, đúng không nhỉ, bộ khuyển. Nhưng bây giờ người ta không dùng cái cách viết đấy mấy nữa, người ta dùng là bộ đại nhiều hơn nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ tồn. Chữ tồn này thì chúng ta sẽ không tách chữ bởi vì nó cũng không ra một cái hình thù cụ thể, đúng không? Đấy, nó có cái bộ tử này, nhưng mà đây nó không hẳn là cái bộ gì, do vậy là chúng ta nhìn hình thì chúng ta nhớ thôi. Âm cương chữ này không có. Âm ôn hoặc là son hoặc là zon. Ví dụ từ hozon suru. Hozon suru là chữ bảo và chữ tồn, nhưng mà nó mang nghĩa là bảo quản, nó không phải là bảo tồn động vật là các bạn dùng cái tự chữ này đâu nhá. Bảo tồn các loại động vật ấy.
thì các bạn phải dùng chữ bảo và chữ hộ mới đúng. Hô gộ. Đây chữ này này. Còn cái chữ hô dôn của chúng ta là bảo với tồn của chúng ta ấy, là mang nghĩa là bảo quản, ví dụ bảo quản lương thực, thực phẩm các thứ ấy. Dôn di dự là biết, là kính ngữ, đúng không nhỉ? Đấy. Sôn dai là tồn tại, xê dôn là sinh tồn, sôn dô cự là tồn tục, ôn dôn là ôn tồn, nghĩa là gìn giữ. Như vậy có hai cái đọc là sôn và dôn, với cái mức độ nó tương đối giống nhau, mức phổ biến tương đối giống nhau. Về phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta có khá nhiều kanji, có nhiều hơn một cách đọc âm ôn yomi. Ví dụ các bạn có chữ vô nhé, chữ vô có hai cách đọc là mư và bư. Ví dụ trong từ mư đi, quá sức vô lý sẽ đọc là mư này. Còn trong từ bư di là chữ vô với chữ sự sẽ đọc là bư, đúng nhỉ? Hay là chữ họa, chữ hoạch, trong từ gì nhỉ, kai ga là hội họa sẽ đọc là ga, nhưng mà trong từ kế hoạch là kê ca cự, do vậy sẽ không có kai ca cự và kê ga đâu nhá. Dịch và dị này, chữ này có hai âm Hán Việt là dịch và dị, do vậy cũng sẽ có hai âm onyomi là eki. Ví dụ cô eki là chữ giao, chữ dịch thì đọc là eki, nhưng mà giản dị sẽ là kan i. Tiếp theo chữ trị cũng có hai âm onyomi là ji và chi. Ví dụ từ seji là chính trị, chi điều là gì nhỉ, trị liệu. Chữ nhiên cũng có hai âm onyomi là shizen là tự nhiên, nhưng trong thiên nhiên là tenen. Chữ văn là bungaku và monku. Đấy. Là rất là nhiều khi người ta sẽ sử dụng cái hình thức là hai cái âm onyomi này để người ta hỏi các bạn trong câu bài thi để xem các bạn có nắm vững nó hay không. Tiếp theo các bạn có chữ tại. Chữ tại ghép bởi gần giống chữ tồn, nhưng mà gì nhỉ? Nhưng mà nó thay cái bộ tử này bằng bộ thổ là đất, đúng không? Âm kun là a, ví dụ từ aru là ở tại. Arigato là tại phương, nghĩa là dạng thức kiểu cách, không phải là arigato đâu nhá. Jai là âm onyomi của nó, ví dụ son jai là tồn tại, gen jai là hiện tại. Jai shoku suru là tại chức, nghĩa là đang làm việc. Jai nga cự suru là tại học, là đang học. Jai ta cự là tại trạch, nghĩa là tại nhà. Động từ aru có hai cách viết mang hai nghĩa khác nhau. Khi mà đọc là aru thì có hai cách viết này. Thứ nhất là aru viết bởi chữ tại thì diễn tả sự tồn tại về mặt vị trí của một vật tại một địa điểm nào đó. Aru khi mà viết bằng chữ hữu ấy thì nó là diễn tả sự sở hữu của người về một đồ vật nào đó. Đấy, một cái là ở, một cái là có, đúng nhỉ? Và trong hai trường hợp thì aru đều không mang tính ý chí, được coi như là động từ diễn tả trạng thái nhá. Thế nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng chữ Hán này lắm, gần như là không. Ví dụ quyển sách đặt trên bàn, đúng không? Quyển sách ở trên bàn này. Hongwa, đúng nhỉ? Tsukue no ue ni. Nếu kanji nó sẽ là như thế này. Aru là chữ này. Đấy. Còn gì nhỉ? Tôi có gì nhỉ? Tôi có sách chẳng hạn. Watashi wa Nihongo no hon ga aru. Sẽ là chữ này. Thế nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng kanji, người ta viết dưới dạng hiragana thôi nhá. Viết như thế này nó sẽ không, nó là sai thì không hẳn, nhưng mà nó sẽ hơi okashi, hơi lạ, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có chữ dương. Chữ dương ghép bởi bộ phụ là đồi, và đây là bộ gì nhỉ? Đây nó gần giống chữ dị, chữ dịch ấy, nhưng mà nó thêm một cái nét ngang nữa. Thì có thể nhớ theo cách đấy là đứng trên đồi, đây là đồi này, phụ là đồi. Đứng trên đồi ấy sẽ dễ dàng, đây là chữ dị, chữ dịch là dễ ngắm được vầng thái dương. Âm cương chữ này không có. Âm ôn đọc là yo, ví dụ từ thai yo là thái dương hoặc mặt trời. Yokina là dương khí, có nghĩa là vui tươi, dùng cho tính cách con người. Yoko là dương quang, nghĩa là ánh nắng mặt trời. Yose là dương tính. Inyo là âm dương. Và đặc biệt, chữ này đọc là hi, gần giống cái chữ Nhật, đúng không nhỉ? Nhật là mặt trời, dương cũng là mặt trời, do vậy cùng đọc là hi. Nhưng mà nó không được coi là âm kun bởi vì là nó đặc biệt nhé. Ít khi người ta viết dưới dạng như vậy. Hijashi là ánh nắng. Một số kanji tương tự chúng ta có chữ này là chữ dị, chữ dịch này. Đọc là yasashi, đúng nhỉ? Yasashi là đơn giản, dễ dàng. Hay là đọc là koeki, đúng nhỉ? Giao dịch. Lúc nãy đã cho các bạn xem ví dụ rồi đấy. Đọc là koeki nhá. Và trong giản dị thì đọc là kan-i. Tiếp theo chữ dương, dơ ra. Đấy, ageru này. Hoặc là chiên rán ấy, cũng dùng cái chữ dương này.
Trên tempura chẳng hạn sẽ dùng cái chữ dương này nhá. Tempura o angeru. Tiếp theo đây là chữ dương là lở loét thì chữ này thôi chúng ta chưa học đến. Chữ này là của N1 đúng nhỉ? Đây là chữ thương. Cũng gần gần giống tựa tựa đến nó một chút. Nó thêm nó thay cái bộ này bằng bộ nhân đứng và trên này thêm một cái bộ nhân nằm. Dương thương này đọc là kizu là vết xước, vết thương. Tiếp theo, các bạn có chữ cầu. Chữ cầu ghép bởi phần bên trái là bộ vương là vua, phần bên phải là chữ cầu trong từ yêu cầu. Thì có thể nhớ chữ này theo cách là ông vua yêu cầu chơi bóng đúng không? Thì cái chữ cầu này là bóng đúng nhỉ? Quả bóng. Âm cun là tama, ví dụ từ tama là quả bóng. Âm môn là kyu, ví dụ chi kyu là địa cầu là trái đất này. Ya kyu là dã cầu là bóng chày. Den kyu là điện cầu là bóng đèn tròn. Tạc kyu là trác cầu nghĩa là bóng bàn. À, đây là gì nhỉ? Xích huyết cầu đúng không? Sekekyu. Sekekyu là xích huyết cầu là hồng cầu. Và hakekyu là bạch huyết cầu là bạch cầu. Một số chữ Hán tương tự chúng ta có đây là chữ cầu này. Cái phần cấu thành bên phải của bộ này của chữ này cầu này là moto meru đúng nhỉ, moto meru hay là trong cầu trong từ gì đấy, trong từ yokyu đúng không, yêu cầu đấy. Cầu này trong từ địa cầu khinh khí cầu chính là chữ này đúng nhỉ. Khinh khí cầu nhá, cũng có tồn tại cái đấy đấy là kekikyu. Thế nhưng ít khi người ta viết dưới dạng này lắm các bạn ạ. Người ta không viết mấy đâu. Người ta hay viết dưới dạng là chữ phong và chữ thuyền ấy. Fusen. Fusen bình thường là quả bóng bay nhưng mà có thể dịch là cái khinh khí cầu cũng được. Tiếp theo đây là chữ cứu, ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ cầu này và bộ phộc là đánh đập thì cứu đọc là suku. Cứu giúp, cứu trợ. Đấy, hay là Q trong từ QQ. QQ xạ là gì nhỉ? Cấp cứu xa là xe cấp cứu đấy. Đấy là một số từ vựng của những kanji tương tự mà các bạn có thể lưu ý thêm. Chữ tiếp theo là chữ băng. Chữ băng thì các bạn thấy rất là giống chữ thủy là nước nhưng mà thêm một cái phẩy này đúng không? Thì chúng ta chế theo cách đấy là thêm cục đá vào nước là thành băng. Đúng nhỉ? Đây là cục đá này. Đây là nước đúng không nhỉ? Và thêm vào nó biến thành băng. Âm khương đọc là kōri. Ví dụ kōri là băng đá hoặc là tuyết. Băng tuyết hoặc là đá, xin lỗi. Tuyết là yuki khác. Âm môn đọc là hyo, ví dụ từ hyōten kā đúng nhỉ? Hyōten là chữ băng và chữ điểm có nghĩa là điểm đóng băng, không độ, ví dụ nước nguyên chất là không độ ấy thì hyōten kā là dưới độ đóng băng. Thì khi mà nghe dự báo thời tiết ấy, độ âm người ta hay đọc là hyōten kā đúng nhỉ? Ví dụ nhá. Chẳng hạn như là Tokyo chẳng hạn, ở Tokyo ấy mà thời tiết nó là âm 2 độ đúng không? Đấy, người ta sẽ đọc là gì nhỉ? À, Tokyo Hyōten kā. Ni độ. Đấy. Tức là Tokyo ấy là 2 độ dưới nhiệt độ đóng băng. Hyoga là chữ băng và chữ hà nghĩa là sông băng. Hyozan là băng sơn là núi băng. Về kanji tương tự, một số chữ nó na ná, ví dụ đây là chữ thủy là nước. Chữ này chúng ta quen rồi ở trong N5 đọc là mizu đúng nhỉ? Hay là sui, ví dụ từ gì nhỉ? In sui chẳng hạn, ẩm thủy. Indio sui đi. Ẩm liệu thủy là nước gì đấy? Nước uống đúng nhỉ? Nước dùng để uống đấy. Đây là chữ vĩnh đúng không, chữ vĩnh âm cư là nagai nhưng mà ít dùng. Âm môn đọc là gì nhỉ? Vĩnh là e, ví dụ từ en. Đấy, en nhé. Tiếp theo đây là chữ vĩnh là giống chữ vĩnh và nó là chữ vĩnh ở phần bên phải và thêm bộ gì nhỉ, thêm bộ thủy là nước, ba chấm thủy là nước vào, vĩnh là bơi. Oyogu. Oyogu là bơi. Hay trong từ gì nhỉ? Trong từ
Suy E ấy, đúng nhỉ, Thủy Vịnh ấy, bơi đấy. Tiếp theo này, đây là có bộ ngôn và bộ gì nhỉ? Bộ ngôn và bộ vĩnh thì ra chữ vịnh là ngâm thơ. Bởi vì vịnh thì nó cũng gần giống đọc đọc, do vậy nó cũng là vô mự các bạn nhé. Các bạn thấy này, đấy, nó cũng là vô mự là đọc luôn. Tiếp theo chúng ta có chữ hà. Chữ hà ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là ba chấm thủy nước, phần bên phải là chữ khả, thì có thể nhớ theo cách là giải ngân hà, khả năng là có nước đúng không nhỉ? Hà này trong từ giải ngân hà, đây là khả trong từ khả năng và đây là nước nhá. Giải ngân hà khả năng là có nước. Ông cư đọc là kawa. Ví dụ kawa là sông, vậy các bạn thấy giống chữ xuyên đúng không? Chữ xuyên này. Đây. Đấy, cũng là kawa. Đa số sông ở Nhật người ta phải dùng cái chữ xuyên này các bạn ạ. Mặc dù nói là cái chữ hà này là sông lớn ấy, thế nhưng mà người ta ít dùng hơn, người ta không hay dùng mấy đâu, dùng cái chữ kawa này. Âm ô đọc là ka, ví dụ từ ka sen. Ka sen là hà xuyên, là sông ngòi nói chung. Hyoga là băng hà, là sông băng. Ginga là ngân hà, là giải ngân hà. Unga là vận hà, là kênh đào. Sangha là sơn hà, là núi sông. Về kanji tương tự, chúng ta có chữ này là chữ khả. Đây, đây là chữ khả này. Đọc là gì nhỉ? Đọc là ka, ví dụ trong từ kano, khả năng. Có nghĩa là khả năng luôn. Đây là chữ hà đúng không? Đọc là nan hoặc là nani, cái này chúng ta quá quen rồi. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ hà trong từ hành lý đúng không nhỉ? Đọc là gì nhỉ? Đọc đặc biệt trong từ nimotsu là hành lý này. Nimotsu. Đấy, bình thường đọc là kò với chữ từ gì nhỉ? New kò, chữ nhập và chữ hà có nghĩa là nhập hàng nhé. Nhập hàng, xuất hàng sẽ là gì nhỉ? Shuka. Đúng không nhỉ? Đấy, xuất hàng. Tiếp theo chúng ta có chữ cự. Chữ cự đây, nó không ghép bởi bộ, nhìn nó cũng không ra cái bộ gì hết đúng không nhỉ? Thôi chúng ta nhớ cái hình dáng nó cũng tương đối là dễ. Có cái bụng rất là to ấy. Chữ này không có âm cương thường dụng. Âm ôn đó là kyo. Xin lỗi, đây không phải là si mà là kyo. Kyo nhá. Ví dụ trong từ kyodaina là cự đại, là khổng lồ, phi thường, vĩ đại. Kyoman là cự vạn, nghĩa là hàng triệu, vô số. Kyojin là chữ cự và chữ nhân, nghĩa là cự nhân, người khổng lồ, người phi thường. Người kích từ Kyojin này ấy, nó gì nhỉ? Nó là cự nhân này, nó mang nghĩa là người khổng lồ vĩ đại về mặt thành tựu, hoặc là người người khổng lồ về mặt kích thước thật nhé. Ví dụ chúng ta có cái bộ truyện mà mình rất là thích, đấy là bộ truyện Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin là bộ phim, bộ truyện gì nhỉ? À, tấn công người khổng lồ ấy. Shingeki là chữ tiến với chữ kích, kích trong từ công kích ấy. Kyojin là người khổng lồ, bộ truyện kinh dị tương đối là hay. Nếu các bạn muốn xem phim Nhật có thể tham khảo bộ này nhé. Cách đọc đặc biệt của nó là Okina. Okina giống cái chữ đại đúng không? Thế nhưng mà ít khi người ta viết dưới dạng chữ cự này, do vậy nó không được xếp vào âm cương mà được coi là cách dùng đặc biệt của cái chữ này. Đấy. Một số kanji tương tự, ví dụ đây là chữ thần, nhìn là giống thêm một cái nét gạch ở đây và đây đúng không? Thần trong từ gì nhỉ? Trong từ Daijin. Daijin là đại thần ấy, nghĩa là bộ trưởng đúng không nhỉ? Đây là chữ cự, khi mà thêm bộ gì nhỉ? Thêm bộ túc vào là được chữ cự trong từ cự ly, liên quan đến con đường, đọc là kyori. Không có trường âm. Và đây là cự trong từ cự tuyệt, kháng cự đúng nhỉ? Ví dụ trong từ gì nhỉ? Kyojetsu. Kyojetsu là chữ cự, chữ tuyệt này. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ quý. Chữ quý ghép bởi bộ trên là bộ hòa là cây lúa, dưới là bộ tử là con đúng nhỉ? Đệ tử, thì có thể nhớ theo cách là lúa ấy, tôi sẽ cho đệ tử lúa đây. Tôi sẽ cho đệ tử trồng vào quý 1 năm nay. Quý này chính là quý 1, quý 2, quý 3 đấy. Mùa. Âm cương không có. Âm ôn đọc là ki, ví dụ từ ki setsu là quý tiết, nghĩa là mùa. Từ này các bạn quen nhất này. Shiki là tứ quý, là bốn mùa. Uki là vũ quý, là mùa mưa. Shunki là xuân quý, là mùa xuân. Kaki là hạ quý, là mùa hè. Shuki là thu quý, là mùa thu.
và thô ki là đông, quý là mùa đông nhá. Và đây có một từ nữa chỉ mùa mưa, đấy là chữ gì nhỉ? Các bạn có nhớ đây là chữ tsuyu đúng không? Tsuyu là chữ vũ, chữ gì nhỉ? Chữ mai và chữ vũ. Thì cái uki này là mùa mưa theo gì nhỉ? Phân theo cái khung thời gian ấy. Còn cái chữ này là người ta chỉ liên quan đến gì đây nhỉ? Người ta chỉ liên quan đến cái hoạt động của cái cây mai đấy. Người ta dựa vào đấy người ta quan sát và người ta dùng. Về kanji tương tự, chúng ta có chữ này là chữ hương. Khi mà thay bộ tử ở dưới bằng bộ nhật thì được hương là kaori, là mùi thơm. Đúng nhỉ? Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ kosui đúng không? Kosui là hương thủy, là nước hoa ấy. Đó là cô khi ghép âm. Đây là chữ ủy, dưới là bộ gì nhỉ? Dưới là bộ nữ. Trong từ ủy thác itaku. Đây nó ra luôn cái này. Itaku là ủy thác này. Đấy, hay là ủy nhiệm chẳng hạn. Inin. Tiếp theo chúng ta có chữ hậu. Chữ hậu này ghép khá là phức tạp đúng không? Bộ nhân đứng này, một cái nét cổn này, rồi giống cái chữ yu này đúng không nhỉ? Chữ cứng katakana, và đây là bộ thì là mũi tên. Âm cương của chữ này là so đúng không nhỉ? Soro. Soro, ví dụ trong từ isoro là cư hậu, là kẻ ăn bám, người ăn theo. Soro bun là hậu văn, là kiểu thư từ. Cái âm cương này rất là ít dùng, chủ yếu người ta dùng âm o nhiều hơn là cô. Ví dụ trong từ kiko là khí hậu, cô hô sẽ là hậu bổ giả, là ứng cử viên. Tên cô là thiên hậu, nghĩa là thời tiết. Một số kanji tương tự, các bạn có chữ hầu, nhìn rất là giống chữ này đúng không các bạn? Nó chỉ thiếu cái nét này thôi. Hầu này trong từ chư hầu, hầu tước là kanji là một, chúng ta sẽ học sau nhá. Và đây là gì nhỉ? Đây là chữ hầu mà gì nhỉ? Là chữ hầu này và thêm bộ khẩu là miệng. Hầu này trong từ yết hầu, họng, chính là nodo của chúng ta ấy. Nodo. Đấy. Tiếp theo các bạn có chữ lưu. Chữ lưu ghép bởi bộ gì? Bộ thủy này, bộ đầu này, mư này và bộ xuyên, giống bộ xuyên đúng không? Âm cương là naga, trong từ nagareru là trôi chảy. Nagasu là tha động từ, là làm trôi, làm chảy đi, hoặc là xả nước. Nagareboshi là chữ lưu và chữ tinh. Đây là chữ tinh là ngôi sao, thì sao trôi đúng nhỉ, là sao băng nhé. Âm môn là ryu, ví dụ trong từ ryukosuru là lưu hành, nghĩa là thịnh hành, lan tràn. Koryukai là giao lưu hội, là buổi giao lưu. Ichiryu là nhất lưu, là hạng nhất. Ví dụ Ichiryu Daigaku là trường đại học hạng nhất, đại học hàng đầu. Ryuiki là lưu vực, ví dụ lưu vực sông. Ryutsu đúng nhỉ? Ryutsu là lưu thông, nghĩa là lưu thông luôn. Về thông tin bổ sung ấy, thì chúng ta có trong từ vựng của chữ lưu có hai cặp từ vựng có nghĩa giống nhau dù cách đọc khác. Trong đó cách đọc theo âm ôn mang tính chất trang trọng hơn. Ví dụ các bạn có từ nagareboshi, và đây bỏ cái chữ d đi thì đọc theo kiểu âm gì nhỉ? Âm onyomi thì đọc là ryuse nhá. Nagareboshi hay là ryuse đều mang nghĩa là sao băng, nhưng mà cái cách đọc thứ hai là trang trọng hơn, ryuse. Nhưng mà cách đọc nagareboshi là phổ biến hơn. Tương tự ryukosuru và hayaru đúng nhỉ? Đây là có suru thì là động từ nhóm 3, có nghĩa là thịnh hành, lan tràn. Nhưng mà khi mà vứt cái chữ sư này đi thì đọc là hayaru. Đấy, và thường người ta viết hiragana mang nghĩa là thịnh hành, lan tràn. Tiếp theo chúng ta có chữ đẻ. Ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ nghiễm là mái nhà, và dưới là bộ thị và bộ nhất. Thì có thể nhớ theo cách là dưới mái nhà thị ngồi một mình, tìm ra cách triệt đẻ đúng không nhỉ? Thực ra triệt đẻ trong trường này nó không mang nét nghĩa là đáy giống cái này rõ ràng, bởi vì chúng ta cũng chưa biết nhiều đúng không nhỉ? Thế nhưng mà chính xác nó là chữ này là đáy, nhưng mà nó trong từ triệt đẻ luôn đấy. Đây nhá, đây là nghĩa là mái nhà, dưới mái nhà này. Đây là thị trong từ thị mẹt đấy đúng không nhỉ? Dùng cho tên đệm của người phụ nữ ấy. Dưới mái nhà này thị ngồi một mình, tìm ra cách triệt đẻ. Âm cương đọc là soko, ví dụ từ soko là đáy, ví dụ đáy biển, đáy cốc, đáy bát chẳng hạn. Shin soko là tâm đẻ, là sâu trong tim. Soko ne là đẻ trị, là giá sàn. Âm môn đọc là te, ví dụ từ tete là triệt đẻ. Có cái bộ sách tete thore ni ngữ rất là nổi tiếng để ôn tiếng Nhật ấy đúng không nhỉ?
Kaite là hải đề, nghĩa là đáy biển. Khonte là căn đẻ, là nền tảng, nguồn gốc, gốc rễ. Thote là đáo đẻ, nghĩa là hoàn toàn, tuyệt đối. Nhưng mà thông thường đi với dạng phủ định các bạn nhé. Hoàn toàn không ấy, tuyệt đối không. Kanji tương tự thì chúng ta có một số chữ có cái bộ gì nhỉ? Có cái bộ bộ thị và dưới là bộ nhất này. Ví dụ đây là chữ D, học ở N4 rồi. Đọc là Hikui. Đấy, Hikui là thấp. Còn âm ghép đọc là T đúng không? Ví dụ trong từ gì nhỉ? Trong từ D gì nhỉ? À, đây, Tekiatsu. D khí áp thấp, khối khí áp thấp. Đấy. Đây là chữ đẻ. À xin lỗi, đây là chữ đề, ghép bởi bộ thủ là cái tay, và đây là bộ gì đây? Đây là bộ thị, dưới là nhất. Đề này trong từ đề kháng. Tê cô. Đấy. Đề kháng nhé. Đây là chữ đẻ là lâu đài, thì cái này chúng ta chưa học đúng nhỉ. Tiếp theo chữ thâm. Chữ thâm ghép bởi bộ thủy là nước, và đây là bộ mịch đúng không? Bộ mịch là bao trùm này, bộ nhân đi, và bộ bộ mộc là cái cây. Âm cương là hư ca, trong từ hư cai là tính từ đuôi y, nghĩa là sâu. Ví dụ biển sâu này, hồ sâu, hoặc là kinh nghiệm sâu sắc cũng có dùng cái này. Động từ là hukameru là tha động từ, nghĩa là làm sâu sắc. Hukamaru là trở nên sâu sắc, là tự động từ. Kangebukai, kangebukai là khảo thâm, nghĩa là suy nghĩ sâu sắc. Âm môn là shin, ví dụ động từ shinkokuna là thâm khắc, nghĩa là nghiêm trọng. Shinya là thâm dạ, nghĩa là đêm. Shinkai là thâm hải, là biển sâu. Về kanji tương tự, khi mà thay bộ bên trái là bộ thủy bằng bộ thủ là cái tay, thì được chữ thám trong từ gì nhỉ? Trong từ thám hiểm, tìm kiếm. Ví dụ sagasu, các bạn được học động từ này rồi đúng không? Nó hai cái đầu âm cương là sagasu và gì nhỉ, và saguru, đều là tìm kiếm nhá. Và âm ghép ví dụ trong từ thám hiểm, tang tangke, tangke, hay trong từ gì nhỉ, trong từ trinh thám. Người ta lại không ghép trinh với thám, người ta lại ghép thám với trinh các bạn nhé. Tante, đấy, thám trinh này. Ví dụ chuyện thám tử lừng danh Conan ấy, người ta sẽ là gì nhỉ? À, Conan Metante. Đấy. Metante Conan, danh là lừng danh. Tante là chữ thám và chữ trinh, nhưng mà nghĩa là thám tử. Cái này đọc là tan t. Tiếp theo chúng ta có chữ thiển. Chữ thiển ghép bởi bộ thủy là nước. Đây là bộ gì nhỉ? Đây là bộ tam, giống bộ tam, và đây là bộ qua đúng không? Đấy. Bộ qua là giáo mác nhé. Thì có thể nhớ theo cách là 3, 1, 2, 3 này. Cái gươm đúng không? Đây là hình cái gươm. Ba cái gươm bị rơi xuống chỗ nước cạn. Thiển này là cạn. Âm cương là asa, trong từ asai là nông cạn. Trái với lại chữ fukai ở trên ấy. Asamashi là hèn hạ, thấp kém, hạ đẳng. Asase là thiển lại, là chỗ nông. Âm môn đọc là sen, ví dụ từ senken là thiển kiến, nghĩa là tầm nhìn thiển cận. Senpaku na là thiển bạc, là thiển cận. Âm về kanji tương tự, chúng ta có một số chữ gần giống nó. Ví dụ khi mà bỏ cái bộ thủy này đi, thay bằng bộ tàn thì được chữ tàn. Là gì nhỉ? Nokoru. Còn lại, sót lại. Hay là tha động từ là nokosu đúng không? Còn âm ghép là gì nhỉ? Là giang, ví dụ trong từ giang gyo. Giang gyo. Đấy. Đây là chữ tiễn, kanji N1. Và chữ tiễn này cũng chỉ có một từ duy nhất, đấy là từ gì? Sen, thực tiễn. Đây là thực chiến rồi. Thực tiễn nó cũng mang nghĩa tương tự như vậy nhá. Thực tiễn luôn. Tiếp theo chữ cuối cùng trong bài này, đấy là chữ ngạn. Chữ ngạn ghép bởi bộ gì đây nhỉ? Bộ này là bộ sơn là núi này, đây là bộ hán là sườn núi, và đây là bộ can là phơi. Có thể nhớ theo cách là phơi áo bên sườn núi đúng nhỉ? Đây, đây là phơi này, phơi áo bên sườn núi nhá. Phơi núi,
sườn núi, đúng nha, bên tả ngạn con sông. Nó hơi dài một chút. Âm khương của chữ này là kishi, ví dụ từ kishi là bờ, kishibe cũng là bờ. Âm môn là gan, ví dụ từ kai gan là hải ngạn, là bờ biển. Gampeki là ngạn bích, là vách đá, bờ kè, thông thường là kè biển đấy. Sagan là tả ngạn, nghĩa là bờ trái. Ugan là hữu ngạn, là bờ phải. Về kanji tương tự, các bạn có một số chữ nó na ná. Ví dụ, đây là chữ nham, khá là giống chữ này đúng không? Chữ nham này đọc là iwa. Đấy, vách đá này. Hay là trong từ dung nham, yogan. Dung nham nhé, dung nham núi lửa ấy, đúng nhỉ, nó phun trào trông rất là sợ. Và đây là chữ than. Than này đọc là sumi. Hoặc là tan, ví dụ từ gì nhỉ? Trong từ mộc cư tan, chữ mộc và chữ than nghĩa than, than củi ấy. Đó, đó là nội dung của những chữ Hán mà trong bài học ngày hôm nay, là những chữ mà liên quan đến trái đất, đúng nhỉ, địa hình, địa vật. Các bạn xem kỹ video để nắm vững cái cách nhớ cũng như là từ vựng của những chữ này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần tới.